Kết cục dễ xảy ra đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ là một dạng bế tắc nào đó. Một bế tắc tốt cho Ukraine là khi Nga giữ lại một số vùng lãnh thổ ở phía đông. Trong 10 năm nữa, Ukraine vẫn sẽ được trang bị đủ vũ khí để ngăn chặn Nga. Một bế tắc tốt cho Nga là Nga sẽ không chỉ giữ lại phần lớn lãnh thổ của Ukraine, mà sự phát triển ở những vùng lãnh thổ mới sẽ đe dọa cả Ukraine và phương Tây, tạo điều kiện cho một kịch bản Belarus. Một bế tắc như vậy cuối cùng thực chất sẽ không phải là một sự bế tắc nào cả, mà là một chiến thắng chậm rãi dành cho Nga. Một trong những điều quan trọng nhất cần làm khi viết hoặc suy ngẫm về diễn biến của một cuộc xung đột, và cũng là điều khó khăn nhất đối với một nhà quan sát hay phân tích, là có thể chờ đợi. Bạn cần có khả năng quan sát diễn biến của các sự kiện mà không cần nói gì. Khi phân tích hoặc đưa tin về một cuộc đối đầu quân sự, một số điều sẽ trở nên rõ ràng ngay lập tức. Ví dụ như nhu cầu quân sự cấp bách của Ukraine về các máy bay chiến đấu hiện đại. Tuy nhiên, những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản khác lại rất khó trả lời. Vài tháng sau khi phát động một cuộc phản công toàn diện, quân đội Ukraine đã phải tốn rất nhiều công sức để giành lại một ít lãnh thổ, với cái giá rất đắt. Các nhà lãnh đạo Ukraine ngay lập tức phải lên tiếng nhằm kêu gọi hạ thấp kỳ vọng về thành công quân sự của họ. Sau gần 2 năm xung đột, người Ukraine hiểu rằng khi không có sự hỗ trợ đông đảo của phương Tây, họ chỉ như chàng tí hon David chiến đấu với gã khổng lồ Goliath. Nga vẫn có những lợi thế to lớn vốn có, và dù ở giai đoạn đầu lực lượng vũ trang Ukraine có đạt được một số thành công, thì Kiev vẫn có thể thua toàn diện. Nhìn lại, câu hỏi phải đặt ra như sau: tại sao phương Tây lại nghĩ rằng Ukraine sẽ đạt được tiến bộ? Không thể yêu cầu bất kỳ vị tướng NATO nào tấn công tuyến phòng thủ kiên cố của đối phương mà không có ưu thế trên không, không có ưu thế áp đảo về pháo binh và rõ ràng không có ưu thế về quân số. Câu hỏi tiếp theo có thể là Ukraine không thể đợi cho đến có ít nhất một hoặc hai yếu tố ưu tiên vừa kể trên rồi tấn công hay sao? Giới quan sát chỉ ra rằng những thành công trong quá khứ của Ukraine bao gồm việc đẩy lùi cuộc tấn công ban đầu của Nga vào Kiev, cùng những bước tiến nhanh chóng trong những tháng sau đó đã khiến Kiev tự tin và vội vàng, không đánh giá đúng thực lực của Nga. Ukraine kỳ vọng đạt được những thành công tương tự như trước khi đối mặt với những lớp phòng thủ vững như bàn thạch của Nga. Điều này là phi thực tế. Vậy nên, giới chức Ukraine đã phải lần lượt lên tiếng rằng phương Tây đừng kỳ vọng quá nhiều. Giới quan sát cho rằng có thể xảy ra, nhưng tốt nhất là không nên tin vào điều đó. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng sự kiên trì, tích lũy thành công của quân đội cuối cùng có thể mang lại kết quả to lớn. Nhưng điều này đúng với cả quân đội hai bên. Với Ukraine, ý tưởng này ẩn chứa mối nguy hiểm. Điều này có thể dẫn đến việc các chỉ huy mất quá nhiều thời gian để tổ chức một cuộc tấn công, tung binh lính và quân đội vào cuộc tấn công trong những tình huống khó khăn, tin rằng một bước đột phá thực sự sắp xảy ra. Những so sánh lịch sử có thể không hoàn hảo, nhưng hãy xem cuộc tấn công mùa xuân của Đức năm 1918, gần cuối Thế chiến thứ nhất. Quân đội Đức giáng hết đòn này đến đòn khác vào quân đồng minh, nhưng trong quá trình này, thành công đạt được thì hạn chế, mà quân Đức đã bị cạn máu, khiến họ dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công ồ ạt của quân đồng minh. Và cuối cùng, quân đồng minh giành chiến thắng trong cuộc chiến vào mùa hè và mùa thu năm 1918. Về câu hỏi này, đa phần các ý kiến đều cho rằng tỷ lệ Nga giành chiến thắng là rất cao. Không khó để nhận ra động lực ở chiến trường đang thay đổi. Kết hợp với đó, sự viện trợ của phương Tây dần cạn kiệt. Tất cả có thể dẫn đến thất bại của Ukraine, thậm chí còn gây hậu quả và khiến binh lính mất tinh thần hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu của Nga. Giới quan sát từng cho rằng Nga tổ chức một cuộc tấn công chớp nhoáng, giờ đây đã trở thành một cuộc đấu tranh ý chí khủng khiếp. Mặc dù Ukraine sẵn sàng chiến đấu, nhưng họ sẽ không thể kiềm chế Nga nếu không tiếp tục có sự hỗ trợ của phương Tây. Điều này có nghĩa là chiến thắng của Nga trước Ukraine cũng sẽ là chiến thắng trước Mỹ và phương Tây. Và đây là một điều đảo ngược đáng kinh ngạc đối với Tổng thống Vladimir Putin. Nếu buộc phải cầu hòa, ngay cả khi vẫn giữ được quyền kiểm soát Kiev,
có thể dễ dàng hình dung sự sụp đổ của chính quyền Volodymyr Zelensky. Cuối cùng, Nga sẽ giành chiến thắng theo cách cổ điển của người Nga, bằng cách chịu đựng nhiều hơn mức mà đối thủ có thể chịu đựng được và từ từ đưa đối thủ đến thất bại. Có thể sẽ có, nhưng chỉ khi Ukraine tiếp tục nhận được dòng viện trợ của phương Tây. Ukraine hiện đang đối mặt với một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Tích hợp nhiều loại vũ khí và chiến thuật mới vào một đội quân chỉ đơn giản là chiến đấu để sinh tồn. Như tờ The Times đã đưa tin vào tháng trước, các lữ đoàn do phương Tây huấn luyện đang thất bại trên chiến trường. Cách chiến đấu của Ukraine khác hẳn với các phương pháp của NATO, đã làm dấy lên lời chỉ trích cho rằng đây là hậu quả của việc Kiev không áp dụng đúng cách huấn luyện từ phương Tây. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu vấn đề không nằm ở quân đội Ukraine mà nằm ở chiến thuật của phương Tây? Theo một số nhà phân tích, thách thức mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt có thể là điềm báo về những gì có thể xảy ra nếu các lực lượng NATO phải chiến đấu mà không có sự hỗ trợ từ trên không và bị hạn chế về hậu cần. Theo cây bút Michael Beck, ý kiến cho rằng quân đội Ukraine có thể sao chép chiến thuật kiểu phương Tây sau vài tuần huấn luyện, đồng thời bỏ tiến trình chỉ huy và kiểm soát cũ là quan điểm sai lầm. Việc rèn luyện các kỹ năng hoặc chiến thuật mới trong thời bình vốn đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Trong giao tranh, điều này lại càng phức tạp hơn khi Kiev phải chống lại một trong những hệ thống công sự đáng gờm nhất trên thế giới. Truyền thông Anh dẫn lời một số binh sĩ Ukraine cho biết, các khóa huấn luyện của phương Tây giúp cung cấp cho họ kỹ năng cơ bản nhưng không phù hợp với tình hình thực địa tại Ukraine. Đặc biệt, quá trình đào tạo không chú trọng rèn luyện kỹ năng đối phó với các chướng ngại vật như chiến hào, bãi mìn, dây thép gai, hào chống tăng và ụ bê tông hình răng rồng. Và cách tiếp cận hợp lý nhất sẽ là sự tổng hợp của Ukraine và NATO, thay vì xem xét lại toàn bộ chiến thuật của Ukraine. Đặc biệt, khi quân đội Ukraine sử dụng một phần nhỏ khả năng quân sự của NATO. Đồng thời, một đảng Cộng hòa mạnh có thể chứng minh rằng, rõ ràng, chính Tổng thống Joe Biden đang phá hoại chính nghĩa của Ukraine bằng cách cung cấp viện trợ quân sự một cách chậm rãi, thường là sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng theo yêu cầu của Ukraine. Sức mạnh của Đảng Cộng hòa vừa được chứng minh bằng việc 8 hạ nghị sĩ thuộc đảng này đã đóng góp số phiếu vào việc bãi nhiệm ông McCarthy, người cùng đảng khỏi chức vụ cao nhất cơ quan lập pháp Mỹ, Hạ viện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một chủ Hạ viện Mỹ bị bãi nhiệm. Giới quan sát đang nghiêng về kết cục bế tắc, nhưng bế tắc có thể tốt và xấu. Một bế tắc tốt cho Ukraine là khi Nga giữ lại một số vùng lãnh thổ ở phía đông. Trong 10 năm nữa, Ukraine vẫn sẽ được trang bị đủ vũ khí để ngăn chặn Nga, nhưng tương lai của nước này sẽ giống với Hàn Quốc. Một bế tắc tốt cho Nga là Nga sẽ không chỉ giữ lại phần lớn lãnh thổ của Ukraine, mà sự phát triển ở những vùng lãnh thổ mới sẽ đe dọa cả Ukraine và phương Tây, tạo điều kiện cho một kịch bản Belarus. Một bế tắc như vậy cuối cùng sẽ không phải là sự bế tắc nào cả, mà là một chiến thắng chậm rãi dành cho Nga. Điều này sẽ làm cho Tổng thống Putin hoặc người kế nhiệm ông trở nên mạnh mẽ hơn, khiến phương Tây bị chia rẽ và bất an. Có hai câu trả lời nhanh cho câu hỏi này. Đầu tiên, không có dấu hiệu nào cho thấy cả hai bên tin rằng cuộc xung đột đã đi vào ngõ cụt ở giai đoạn bế tắc hiện tại. Và nếu phương Tây cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột bằng cách cắt nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine và chống lại các cuộc tấn công tiếp theo của Nga, điều này càng thu hẹp hòa bình ở đây. Một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine nói rằng ý tưởng chiến thắng của Tổng thống Putin là gây áp lực hết sức có thể lên Ukraine và chờ đợi cuộc bầu cử ở phương Tây. Trong trường hợp không có sự đảm bảo an ninh từ phương Tây, Ukraine có thể dần dần quay trở lại quỹ đạo của Nga. Nói một cách khác, mặc dù một ngày nào đó chàng trai bé nhỏ David có thể đánh lại gã khổng lồ Goliath, nhưng nếu David tiếp tục là David một mình chống chọi lại đối thủ hùng mạnh hơn nhiều, thì việc David gục ngã chỉ là vấn đề về thời gian. Một lưu ý cuối cùng rằng, mọi thứ viết về Ukraine đều bị che phủ trong màn sương mù của hành động quân sự. Cuộc xung đột này sẽ trở thành một trong những cuộc xung đột ăn ảnh nhất trong lịch sử thế giới. Thông thường, chúng ta có quyền truy cập ngay lập tức vào video 4K ngay từ đầu.
Nhưng cái nhìn vi mô của chúng ta về các sự kiện riêng lẻ có thể che khuất những sự thật vĩ mô và xu hướng tổng thể. Chiến tranh rất khó đoán định và có thể gây ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ngay cả đối với những nhà quan sát dày dạn kinh nghiệm nhất. Nhưng hiện tại có một điều rõ ràng là thành công ban đầu đáng ngạc nhiên của Ukraine đã nhường chỗ cho một cuộc xung đột chậm chạp, mệt mỏi mà kết quả không chắc chắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình bình luận quốc tế của Báo Nghệ An. Xin hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.